Chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ giới thiệu cho các bạn về cá mập, những điều thú vị về cá mập nhé. Cá mập là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất của đại dương. Chúng là những sát thủ đáng sợ đối với sinh vật biển cũng như con người. Bên cạnh sự nguy hiểm đó, chúng còn có những điều rất thú vị mà bạn không ngờ tới. Cá mập trắng lớn ăn 11 tấn lương thực mỗi năm, trong khi đó lượng thức ăn mà con người tiêu thụ trong thời gian này chỉ khoảng nửa tấn. Hơn 80% số người bị cá mập cắn vẫn sống sót và kể lại câu chuyện mà họ từng trải qua. Con người giết khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm. Trong khi đó cá mập giết chết 12 người mỗi năm. Khi gần đến lúc sinh con, cá mập mẹ sẽ không còn cảm giác thèm ăn để đảm bảo không ăn thịt cả những đứa con của chúng. Cá mập thay răng nhiều lần. Những chiếc răng của chúng không mất đi do sâu răng mà thường mắc kẹt trên con mồi. Dù nhiều người cho rằng cá mập là con vật nguy hiểm nhất thế giới. Trên thực tế, hàng năm, số ca tử vong do bị ong bắc cày đốt hoặc chó cắn còn nhiều hơn do cá mập tấn công. Khả năng bạn bị chết nếu bị một quả dừa rơi trúng nhiều hơn nếu bị cá mập tấn công. Cá mập hổ, cá mập bỏ đực và cá mập trắng lớn là những loài gây ra hầu hết các vụ tấn công con người. Chúng săn mồi có kích thước tương tự con người và có những vết cắn gây tử vong. Cá mập trắng lớn là con vật ăn thịt người khét tiếng. Tuy nhiên, chúng không thích mùi vị của con người, mà thường cắn rồi sau đó thả nạn nhân. Cá mập quật con mồi để xé thịt. Vì vậy, chúng ta nên bám vào cá mập khi bị cắn nếu không muốn bị cắn mất chân tay. Để phòng thủ, con người có thể đấm mạnh vào mũi cá mập hoặc chọc vào mắt chúng. Cá mập không muốn gặp khó khăn khi kiếm thức ăn. Cá mập voi có thể sống tới 100 năm. Cá mập có khiếu giác nhạy bén tới mức nó có thể phát hiện ra một giọt máu trong một bể bơi có dung tích chuẩn Olympic. Cá mập sẽ chìm nếu chúng ngừng bơi. Cá mập Greenland ăn thịt gấu Bắc Cực và có tuổi thọ lên tới 200 năm. Khi hàm răng phát triển, cá mập hổ bắt đầu tấn công và ăn thịt lẫn nhau ngay khi chúng còn ở dạng phôi thai trong bụng mẹ. Cá mập ma cô vây ngắn có thể tăng tốc độ cực đại nhanh hơn một chiếc xe Porsche. Cá mập trắng lớn có thể bơi lội tung tăng trong nhiều tháng mà không cần ăn. Phần lớn người ta thường nghĩ rằng là cá mập đẻ con. Trên thực tế, một con cá mập cái đến giai đoạn trưởng thành có thể đẻ những quả trứng có kích thước lên tới 14 in tương đương với một chiếc y là cỡ lớn. Trứng được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ cho tới khi nở. Cá mập là loài vật đẻ trứng có kích thước lớn nhất thế giới. Cá mập được cho là xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm, trước cả thời kỳ xuất hiện khủng long. Cá mập thực sự sở hữu bộ thính giác cực nhạy có thể nghe thấy con mồi từ khoảng cách lên đến 900 mét. Đặc điểm này làm cho cá mập là một trong những loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương. Khi một con cá mập mẹ đang sinh con, các con cá mập đầu tiên được sinh ra sẽ ăn những quả trứng còn lại khi chúng vẫn chưa nở. Điều này xảy ra ở cả hai bên của tử cung, dẫn đến chỉ có hai chú cá mập duy nhất còn sống sót. Một thực tế đáng ngạc nhiên thì loài cá mập rất đa dạng về kích thước. Bạn có biết cá mập voi có thể dài đến 15 mét, trong khi đó cá mập đèn lồng chỉ dài 15 cm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký để xem tập tiếp theo nhé.